Rồi, xin chào anh em. Hôm nay giới thiệu tới anh em cái phụ kiện của cổng xếp inox ha. Giới thiệu sẵn báo giá cho anh em luôn. Đây là bánh xe của cổng xếp ha. Bạc đạn hai bên luôn. Giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Có cái nắp nhựa màu vàng đậy lại luôn. Đậy vô lại nữa luôn cho đẹp luôn ha, có 50.000 cái à. Đây là bánh xe của đầu kéo nè. Cốt là 22 ha. Giá của nó là 150.000 một cái. Rồi bo điều khiển ha, 2 triệu một bộ. Bo điều khiển kèm theo cái công tắc, cái nút bấm ở trong chỗ bảo vệ, hai cái remote, dây điện kèm theo, giá 2 triệu ha. Một bộ như vậy có luôn cả hai remote luôn rồi, cộng với cái bộ bấm để bàn dành cho bảo vệ nữa, cộng với một bộ điều khiển, dây điện, giá 2 triệu. Dây xích motor 150.000 một sợi. Ở đây có cục từ nữa, anh em có mua cục từ thì đóng làm dẫn hướng thì gọi cho mình ha. Mấy cổng xếp mà nó chạy mà nó bị lệch này kia nọ có thể phải thay từ. Rồi đây là motor. Motor hàng xịn của hãng Bài Sen ha. Này là 2 triệu một cái thôi anh em. 2 triệu một cái à. Mấy motor chạy xài lâu ngày bị hư này kia, thay vì bị cháy quấn lại thì mua cái mới về xài cho ngon, bảo đảm luôn ha, có 2 triệu một cái à. Bên mình phân phối tất cả các loại phụ kiện, anh em cần loại phụ kiện nào á cứ gọi điện cho mình theo số điện thoại là 0966212323 ha. Không kết bạn Zalo á để nhận cái bản báo giá của mình ha. Bên mình là motor cổng lùa nè, motor tay đòn, motor âm sàng, cửa kính tự động, thanh chắn barrier, cổng xếp inox, đầy đủ các loại phụ kiện cho anh em ha. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại anh em clip sau ha. Thấy cần thiết thì nhớ bấm đăng ký ha, để xem thêm nhiều clip tiếp theo của mình. Rồi cảm ơn, xin chào.